amazing. Trang trang điểm xong chưa? Đầu thế, thế này thì chúng mình làm sao mà đi chơi Halloween được? Đây, dập tí phấn vào cho nó tươi. Đấy. Hai chị em bạn trai đang ngồi chơi à? Em Cam có nghe thấy gì không? Có cái tiếng gì gõ cửa ngoài kia kìa. Tớ đang hóa trang để đi chơi Halloween đấy cậu ạ. Halloween á? Ai bây giờ người ta còn hóa trang Halloween như cậu? Ui giời, lại còn đội chảo với cả xong. Để có chảo với cả xong. Rồi, hóa trang Halloween như thế nào á? Phải để cho người ta sợ ấy. Thế thì mới gọi là hóa trang. Ô, thế nhưng mà trông hóa trang như này được rồi mà. Mấy cả chả có đồ gì. Thế là tớ lấy xong, mấy cả lấy chảo phụ thêm đấy. Bây giờ tôi thấy ở siêu thị người ta bán đầy đồ hóa trang Halloween rồi đấy. Thế nên bây giờ không làm như này thì các cậu lấy đồ gì để mà trang điểm Halloween để đi chơi? Thế là hôm nay tớ dẫn cậu đi vào siêu thị sắm đồ Halloween nhá. Ở siêu thị á? Trung tâm thương mại á? Hay là cậu dẫn tớ đi để xem có cái đồ gì hay ho không đi? Tìm những cái món đồ đấy chả sợ gì. Đây này, đã đầu lâu này. Em ơi, đến đây mà xem, nhiều đồ hay ho lắm. Đúng, em càng biết đây là cái gì. Đó có hai cái mắt lồi ra đây này. Đây là mấy hả? À, thế đây là con ma con. Đây có phải là con ma nhỏ không? Mình tìm được cái này hay ho chưa này? Một cái mặt nạ. Ở đây còn tao cái nữa này. Doanh mình em cảm nhé. Đốt nào. Tớ cũng đeo một cái đây này. Đèn đấy. Ở đây nhiều đồ thật đấy. Nè, mắt sẽ chớp được. Đây là hình gì vậy? Đây là hình con mắt này, nó nhảy 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 này. Wow, đẹp ghê cơ. Trời ơi, nhìn này. Tớ đội hình con cua này. À, còn cái này là hình con cá sấu này. Em ơi, đến đây, anh cho hình con cá sấu lên đầu này. Đây, cái này á là mũ cá sấu đấy. Wow. Ấp. À, đây là một con cá sấu. Cá sấu à? Ui, ở đây ba đứa bạn mới chiến đấu thế này. Gọi là
này là gậy của thần chết đấy. Cái đấy phải là đúng ba không cậu? Đúng rồi, còn mấy đấy là mấy cái thần trước cầu đặt này. Anh là con rắn trắng. Cam ơi, đây là chiếc chuột bay này, có thể bay ở đây đấy. Đây nữa này, đây là khi cái cưa này, cắt luôn. Một quả bí ngô này xinh chưa? Ô, có hai thì hai, hai đứa kéo này đấy hết rồi. Cam ơi, em biết đây là con gì không? Con ma nhỏ đúng không? Đây là con ma nhỏ đấy. Đây là cũng là một con ma này. Wow, con ma này đẹp chưa? Con ma này, người đó là con bông bông này, cam dí đâu đây này. Đây là con gì đây? Em biết đây là con. Cam ơi, nhìn thấy cái gì xếp hàng dài đây chưa? Đây là cái sọ đầu lâu đấy, có sợ không? Cái gì đây?